Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, tiếng nói cùng dân vận. Chúng ta vì dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đúng ngày nay, từ đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của chính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồ luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải trên lóng liên mà thác. Chúng tôi, nữ sĩ Lê Phan, trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam và kính chào quý khán giả. Trân trọng kính mời Đức Quốc công và quý vị cùng chúng tôi nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nguyện xin Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Trời, Phật và Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhận nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Ngôn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lầm liệt mà thác cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. Lời cầu nguyện đến đây chấm dứt. Chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và quý vị theo dõi chương trình. Chúng tôi đại biểu Pha Lê của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Việt Nam Cộng hòa Đại Tam. Trân trọng kính chào Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đồng nhiệm cùng đồng bào thân yêu khắp nơi trong và ngoài nước. Chương trình Tiếng Nói của Cuộc Dân Vận tiếp tục cống hiến gửi đến cho tất cả quý đồng bào khắp nơi trên toàn thế giới. Những thông báo, thông cáo từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, tiểu sử Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân
và những thông tin cần thiết gửi đến cho đồng bào anh chị em khắp nơi. Biết về hành trình giúp dân cứu nước của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Để tất cả chúng ta cùng nhau đoàn kết lại cùng Đức Quốc Công Tổng thống giải thể chế độ tào quyền Cộng sản Việt Nam, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Và sau đây kính mời tất cả đồng bào, anh chị em tiếp tục theo dõi chương trình của cuộc dân vận. Trân trọng kính mời. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California, 92814, 55 giờ, tả mạng chuyện Hắc Hổ, ngày 21 tháng 2 năm 2022, trong văn hóa Á Đông có tứ linh, tức Long, Lân, Quy, Phụng, nhưng văn hiến Việt Nam chính thống còn có ngũ linh, lục cầm, là thiên hổ, tức ngũ linh, và lục cầm là có thiên hổ và kình ngư, gọi là lục cầm, gồm có hổ, long, lân, quy, ngư, phụng đầy đủ. Sở dĩ có hiện tượng như vậy, vì khi gỡ Đông Hán xâm lăng Việt Nam, đã ăn cắp văn hóa Lạc Việt, đem về Tàu để học hỏi và bắt chước, mà còn ác độc cho đốt hết tài liệu, sách vở của chúng ta. Khi chúng tái xâm lăng nước ta, đã cho đem loại văn hóa pha trộn thiếu sót này vào truyền bá để mong hủy hoại nguồn gốc Việt Nam. Tư truyền Hắc Hổ là linh vật cực hiếm như long, lân, hiếm đến nỗi chưa từng có ai gặp qua nó. Mới đây, báo chí đăng rằng nhiếp ảnh gia, sách gia Swagat đã bắt gặp hai chú cọp đen đang dạo quanh vườn quốc gia Nandan Kanan ở miền đông Ấn Độ. Nhưng sắc lông của loại hắc hổ này còn pha màu vàng và hình chụp không rõ ràng mấy. Tuy nhiên, trong các câu chuyện dân gian Việt Nam thường kể về loài hắc hổ như một linh vật. Trong suốt cuộc khẩn hoang mở rộng bờ cõi Đại Việt về phía Nam, người dân miền Tây Ninh
Đồng Tháp, Biên Hòa cũng phải chiến đấu, giành sự sống trước loài chúa Sơn Lâm dữ dằn, đáng kiên sợ, nên theo truyền thống tâm linh đã nâng loài linh vật này lên hàng thần để thờ cúng trong các ngôi đình làng gọi là thần hổ hay ông 30, chứ không coi hổ như một loài thú vật thông thường. Hắc hổ cũng là danh xưng mà người dân phương Nam trân trọng gọi vị thống xuất, người mở cõi phương Nam, ông trưởng cơ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, hậu duệ đời thứ 13 của khai quốc công Nguyễn Trãi, lễ thành hầu sinh năm Canh Dần 1650, có nước da ngăm đen, vóc dáng hùng dũng phi phàm, được chúa Nguyễn cử vào đất phương Nam khẩn hoang lập ấp, lập ra phủ Gia Định, cai quản toàn cõi phía Nam, trong đó có thủ phủ Sài Gòn ngày nay. Ông chính là người sáng lập ra môn việc võ học hổ quyền đạo, bao gồm hổ nhi sơ quyền, hắc hổ trảo quyền, thanh hổ tứ quyền, xích hổ lôi quyền, hoàng hổ nhất quyền, bạch hổ hoa quyền, ngũ hổ chấn sơn quyền, hổ hống quyền, có cả cương lẫn nhu, vừa để rèn luyện thân thể, vừa để tấn công hạ địch thủ. Từ khoảng năm 1870 đến 1950, tòa thị chính Sài Gòn sử dụng logo là hình hai cặp vằn trong tư thế cường tráng và uyển chuyển, cho nên không ít người Sài Gòn gọi đô thành Sài Gòn là đô thành ông hổ, có thể so sánh với đô thành sư tử của Singapore. Về sau này, trong những năm khói lửa của chiến tranh Việt Nam 1971-1975, tại vùng một chiến thuật và vùng biên giới Việt Miên Lào, xuất hiện một toán quân báo trinh sát lừng danh có tên là Hắc Hổ, khiến cho cộng quân rất khiếp hãi mỗi khi nghe đến tên hay nhìn thấy dấu hiệu đầu lâu xương chéo của đội quân này. Họ không biết chính xác đội quân này gồm có bao nhiêu người, đóng quân ở đâu, mà xem như một bóng ma biên giới. Đơn vị này là một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho Cộng sản Việt Nam, mà cho đến tận hôm nay, một vài tướng lãnh của họ cũng còn nhắc nhớ. Cho đến cả Wikipedia cũng ghi chép rằng Hắc Hổ là tiểu đoàn 122 đóng quân ở vùng Đông Hà, Quảng Trị thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, đó chỉ là tin tức phong phanh bên lề, không hoàn toàn chính xác. Sự thật, người sáng lập ra đơn vị Hắc Hổ này chính là Trung úy Đào Minh Quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, con trai thứ ba của nữ sĩ doanh nhân Nguyễn Thị Hạnh, tự Hạnh Nguyên, cùng có tổ tiên là cụ Nguyễn Trãi như Hắc Hổ tướng quân, trưởng cơ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Hiện nay, vị chỉ huy Hắc Hổ năm xưa chính là Đức Quốc Công Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Uy danh Hắc Hổ vốn không phải là một điều ngẫu nhiên. Vào mùa hè đỏ lửa 1972, Trung úy Đào Minh Quân đang là đại đội trưởng đại đội chỉ huy công vụ thuộc tiểu đoàn 122, chấn đóng tại phòng tuyến cổ thành Quảng Trị, cầu bờ bến bên dòng sông Vĩnh Định, kiêm trưởng ban năm chiến tranh chính trị của tiểu đoàn. Mùa thu năm 1972, được tin cộng quân sẽ tái tấn công cổ thành Quảng Trị, ông xin thành lập đơn vị tiền thám quân báo đặc nhiệm tại địa đầu giới tuyến Đông Hà thuộc vùng một chiến thuật. Đơn vị này còn có nhiệm vụ truy lùng các đầu sỏ cộng sản, đó chính là đơn vị Hắc Hổ Black Tiger, đi không tiếng về không lời, đã bắt sống Lê Dũng, tên đầu sỏ cao cấp nhất của Cộng sản Việt Nam tại làng Chì Bu vào mùa thu năm 1972, góp phần ngăn chặn cuộc tiến quân tấn công lần thứ hai của Cộng sản vào Quảng Trị, để mong ra mắt một chính phủ lâm thời của chúng trên lãnh thổ thuộc quyền quản trị của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Đơn vị này là một toán đặc nhiệm gồm 54 chiến sĩ, kể cả toán trưởng. Ngoài sự huấn luyện từ Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đơn vị này được trang bị tận răng. Đặc biệt, dưới sự chỉ huy tài ba đầy huyền thoại của Trung úy Đào Minh Quân, đơn vị Hắc Hổ này trở nên cực kỳ tinh nhuệ,
và không ai thực sự biết được thông tin chính xác của họ. Trung úy quân đã tiếp nhận và chọn từng người lính, sau đó chính ông đã huấn luyện họ. Theo ông, sức mạnh thật sự của các chiến binh khắc khổ chính là tinh thần đoàn kết keo sơn với kỷ luật cực kỳ nghiêm túc và phải dựa vào nền tảng được lòng dân yêu mến. Họ sống trà trộn trong dân giữa lòng địch, giống như loài khắc khổ không thường xuyên xuất hiện vồ mồi, nhưng mỗi khi xuất hiện thì kẻ thù phải bị mất hồn hoặc mất xác, không có cơ hội để kể lại kinh nghiệm gặp được họ. Chính Hoàng Cầm, một tướng nổi tiếng là dã man, dũng mãnh, thiện chiến và cơ trí nhất của bộ đội Cộng sản Việt Nam, cũng phải chấp nhận lưu quân ngoài phạm vi đường kính 5 cây số khi nhìn thấy dấu hiệu đầu lâu xuôi chéo của biệt đội khắc khổ này. Tháng 3 năm 1975, sau khi Hiệp định Paris ký kết, Mỹ rút quân khỏi miền Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng được lệnh rút lui về Đà Nẵng. Thời điểm đó, Trung úy quân được gọi về Sài Gòn để di tản sang Mỹ, trong khi 53 chiến sĩ còn lại vẫn đang đóng quân tại đồn Ông Đô gần căn cứ Khe Xanh. Nhưng ông đã không theo lệnh di tản mà quay trở lại vùng cực Bắc Quảng Trị để chỉ huy đơn vị an toàn rút về Đà Nẵng và sau đó giải tán đơn vị ngày 28 tháng 3 năm 1975 tại Sơn Trà. Khắc Hổ chính là đơn vị duy nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bảo toàn lực lượng giữ nguyên quân số trong những thời khắc loạn ly sinh tử ấy. Sau khi ông Đào Minh Quân sang Hoa Kỳ, những thành viên của đội Khắc Hổ năm xưa đã đi đâu, về đâu, vẫn không ai biết. Nhưng thỉnh thoảng, người ta lại thấy danh hiệu Khắc Hổ khắc lên một chiến công nào đó mà chỉ có kẻ thù của họ mới biết. Thí dụ như, làm sao mà việc tôn vinh Hồ Chí Minh thành danh nhân văn hóa thế giới bị UNESCO hủy bỏ đúng vào lúc bọn Cộng sản định mở tiệc mừng sinh nhật 100 tuổi của hắn? Làm sao mà mật nghị Thành Đô đã gọi là bí mật lại bị phơi bày ra trước con mắt quốc tế, và thay vào đó một chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ra đời năm 1990 đã vô hiệu hóa hoàn toàn hiệp nghị đó? Làm sao mà một chiến binh khắc khổ lại vào đến tận thủy cung của Thủ tướng Phạm Văn Đồng để chiêu hiền? Một khắc khổ khác lại tiếp cận được tướng Võ Nguyên Giáp và lấy được bút tích của ông ta khi ông ta tỏ ý đồng tình với chủ thuyết tân dân chủ của ông Đào Minh Quân. Một khắc khổ khác lại đến phòng riêng trong khách sạn của những tên chấp bu Cộng sản Việt Nam Nguyễn Minh Chiết, Đỗ Mười khi họ đến phố Bonsa để lại tờ giấy cảnh cáo tha cho một lần. Và còn nhiều tên trùm Cộng sản Việt Nam khác cũng đã hân hạnh tiếp xúc khắc khổ mà không hề biết không bị mất xác, nhưng sau đó phải về quê học làm người lương thiện như tên Nguyễn Tấn Dũng, con rơi của Hồ Chí Minh, tên trùm tham nhũng nổi tiếng của Cộng sản Việt Nam. Khắc khổ ngày nay không còn là một đơn vị đồn trú một nơi nào đó, vì chiến trường hôm nay là đa dạng ở khắp nơi trên thế giới, kể cả khuôn viên đại học Bình Yên ngày nào, hay một công ty bề ngoài lương thiện, hoặc một thiền viện, một ngôi chùa tín đồ tấp nập tới lui. Khi mà Cộng sản là thứ vi trùng thù hận gian ác đã lây lan tràn ngập khắp địa cầu, mà ngay cả đệ nhất siêu cường Hoa Kỳ tận phía bên kia bờ Thái Bình Dương và Úc Châu phía nam bán cầu cũng bị chúng lân la tìm đến. Do đó, Khắc Hổ, chúa của chúa Sơn Lâm, vẫn phải âm thầm làm việc như những ngày tháng xưa, vẫn phải được tiếp tục đào tạo, huấn luyện đội quân vô danh với quân số vô giới hạn để trừ gian diệt ác, không phải chỉ nơi Biên Thùy hay vùng một chiến thuật năm xưa, mà gần như toàn cầu. Điều duy nhất mà chúng tôi có thể biết là đội quân thần thoại lừng danh đó vẫn tận tụy phục vụ nhân loại và công đạo, vẫn âm thầm làm việc, vẫn gắn bó xoay quanh sự lãnh đạo chỉ huy của vị sáng lập ra biệt đội Khắc Hổ
vào mùa hè đỏ lửa 1972 năm xưa, và họ vẫn làm việc với tinh thần cốt lõi, tận tụy hy sinh, đi không tiếng, về không lời, là tinh thần Đào Minh Quân, vô bại, vô danh, bất diệt. Đầu năm Cợp mà có người chụp được hình Hắc Hổ, chứng tỏ rằng thời của Hắc Hổ đã lên ngôi. Hiện nay, Tổng thống Đào Minh Quân đã thắng vụ kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim trước Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam, theo phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế, án lệnh số INC 201215 ngày 14 tháng 4 năm 2021, và Tòa án cũng đã giao cho ngài nhiệm vụ Tổng tư lệnh của lực lượng Cảnh sát Môi trường Quốc tế để thực thi công lý môi trường trên phạm vi toàn cầu, bắt đầu tại Việt Nam. Ngài đang khởi xướng công việc quan trọng này và đang kêu gọi những vị anh hùng, trí giả cùng tham gia. Tin rằng đây chính là nơi mà những Hắc Hổ sẽ xuất hiện để thực thi công đạo, diệt trừ tà ác, loại bỏ chế độ cộng sản vô thần trên phạm vi toàn cầu, để đem lại an vui cho những ai yêu chuộng công lý, hòa bình và yêu thương tất cả muôn loài chúng sinh. Trên một trận địa khác, toàn quân và dân Việt Nam đang phát động trào lưu thỉnh nguyện ngài Đào Minh Quân lên ngôi hoàng đế Việt Nam để rút ngắn hành trình hồi hương của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một khởi đầu mới đầy hứa hẹn mà Hắc Hổ, Black Tiger vẫn là những chiến sĩ vô danh tiên phong trên trận chiến giữa Phật, Ma và Chúa, Quỷ trong năm Hổ này, mà đương nhiên tình thương luôn khắc chế được hận thù và chánh nghĩa phải chiến thắng tà đạo để quỷ vương quỳ mọp không cần xiềng rông. Trân trọng kính chào Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Bài thơ ước mơ một bước sớm ha, một bước sâu, một trái tim đau vàng nẻo sâu. Hiện dân tim ốc ươm quê mẹ sẽ trổ ngàn hoa thắm ngàn sâu. Nam Quản 1989. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Việt Nam Cộng Hòa, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Trân trọng kính mời quý đồng bào, nhân sĩ, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý lãnh đạo các tôn giáo, các cơ quan báo chí truyền thông tham dự đại lễ vào ngày 29 tháng 4 2022 tại hai địa điểm. Một, Khánh Thành Đài Tưởng Niệm Chiến binh Hoa Kỳ Lục Giác Đài. Hai, tôn vinh Đức Quốc Công Đào Minh Quân lên ngôi hoàng đế. Ba, công bố phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế. Tổng thống Đào Minh Quân thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim. Lễ khánh thành Lục Giác Đài tại Tụ Nghĩa Đường số 10.800 Sierra Road, Adelanto, California 92301. Thời gian 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Địa điểm thứ hai tại khách sạn Sheraton Garden Road,
số 12221, Hà Bà, Vela Bà, Garden Grove, California 92840. Thời gian 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Để việc tiếp đón được chu đáo, quý khách vui lòng liên lạc ban tổ chức theo số điện thoại hoặc email sau đây. Email thứ nhất: diplomatic@chinhphuquocgiavietnamlamthoi.com. Email thứ hai: văn phòng thường trực viết tắt @chinhphuquocgiavietnamlamthoi.com. Số điện thoại: Trung tướng Lâm 403-831-6672. Số điện thoại thứ hai: Trung tướng Quỳnh 951-375-6228. Quý khách vui lòng phúc đáp trước ngày 29 tháng 3 2022. Mạnh Thường Quân 5.000 US cộng. Khách đặc biệt 500 US. Quý khách 150 đô US. Nếu quý vị muốn đăng ký tham dự đại hội online, mời vào trang website www.hudsonmonument.com. Chúng tôi xin đến dần www.hexagonmonument.com. Trân trọng kính mời. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Lễ Thành Hầu và Hắc Hổ, ngày 23 tháng 2 năm 2022. Kính thưa đồng bào và thưa quý đồng nhiệm, vì có nhiều người muốn biết thêm về Lễ Thành Hầu, Nguyễn Hữu Cảnh và Hắc Hổ, nên chúng tôi xin mạn phép đưa thêm một ít tin tức dò hỏi và tầm kiếm được như sau. Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, tên húy là Nguyễn Hữu Kính, với các tên húy khác là Lễ hoặc Thành, tước Lễ Thành Hầu. Sau khi mất, được triều đình truy phong thêm tước Vĩnh An Hầu. Ông là một danh tướng thời chúa Nguyễn Phúc Chu, được xem là vị tướng mở cõi Nam Bộ với việc xác lập chủ quyền cho người Việt tại vùng đất Đồng Nai, Gia Định vào năm 1698. Kể từ thời điểm đó, miền đất này chính thức trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc lãnh thổ Đại Việt, tức Việt Nam ngày nay. Vì ông có nước da ngâm đen, bóc dáng hùng dũng phi phàm, nên còn có thêm biệt danh là Hắc Hổ, là tên gọi mà người dân miền Nam trân trọng gọi vị tướng có công mở mang bờ cõi phía Nam. Danh vị chính thức của ông là Ngài Trưởng Cơ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Lễ Thành Hầu được chúa Nguyễn cử vào miền Nam để khẩn khoan lập ấp, là người đã lập ra phủ Gia Định, cai quản toàn cõi phía Nam, trong đó có thủ phủ Sài Gòn ngày nay. Ông cũng chính là người sáng lập ra môn Việt võ học Hổ Quyền Đạo, bao gồm Hổ Nhi Sơ Quyền, Hắc Hổ Chảo Quyền, Thanh Hổ Tứ Quyền, Xích Hổ Lôi Quyền, Hoàng Hổ Nhất Quyền, Bạch Hổ Hoa Quyền, Ngũ Hổ Trấn Sơn Quyền, Hổ Hóng Quyền, có cả cương lẫn nhu, vừa để rèn luyện thân thể, vừa để tấn công hạ địch thủ. Từ khoảng năm 1870 đến 1950, tòa thị chính Sài Gòn sử dụng logo là hình hai cọp vằn trong tư thế cường tráng và uyển chuyển, cho nên không ít người Sài Gòn gọi đô thành Sài Gòn là đô thành ông hổ, có thể so sánh với đô thành sư tử của Singapore. Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh
sinh năm Canh Dần 1650, tại thôn Phước Long, xã Chương Tín, huyện Phong Lộc, nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông là con trai thứ ba của danh tướng Nguyễn Hữu Dật. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Thiện. Theo dòng tộc, ông là cháu chín đời của cụ Nguyễn Công Dũng, là cháu nội của danh tướng Nguyễn Triều Văn, cũng là con cháu của đệ nhất công thần Nguyễn Trãi, lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, có tước hiệu là Triều Văn Hầu, thuộc đại chi họ Nguyễn Hữu, đã từng phò Triều Lê và Nguyễn Sơ, trước ở làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sau theo chúa Nguyễn Hoàng di cư vào đất Thuận Hóa. Cha ông là Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật, sinh nhiều con trai, trong đó có bốn người là tướng giỏi, kể theo thứ tự: Nguyễn Hữu Hào, tước Hào Lương Hầu, tác giả chuyện Nôm Song Tin Bất Dạ; Nguyễn Hữu Trung, tước Trung Thắng Hầu; Nguyễn Hữu Cảnh, tước Lễ Thành Hầu; và Nguyễn Hữu Tính, tước Tính Đức Hầu. Nói về Hắc Hổ, trong văn hóa Á Đông mà người đời thường chỉ biết đến tứ linh, tức là Long, Lân, Quy, Phụng. Nhưng văn hiến Việt Nam chính thống còn có Ngũ Linh, Lục Cầm, là thêm hổ, chúa Sơn Lâm, tạo thành Ngũ Linh, tức là Hổ, Long, Lân, Quy, Phụng, rồi thêm Kình Ngư hay Cá Ông Voi, lập nên Lục Cầm, gồm có Hổ, Long, Lân, Quy, Ngư, Phụng đầy đủ, chứ không thiếu sót như tứ linh. Sở dĩ có hiện tượng như vậy vì khi rợ Đông Hán xâm lăng Việt Nam đã ăn cắp văn hóa Lạc Việt đem về Tàu để học hỏi và bắt chước, mà còn ác độc cho đốt hết tài liệu sách vở của chúng ta. Khi chúng tái xâm lăng nước ta, đã cho đem loại văn hóa pha trộn thiếu sót này và truyền bá để mong hủy hoại nguồn gốc chính thống đầy tự hào của dân tộc Việt Nam. Thử hỏi, trong tứ linh thì Long, Lân, Phượng ít người được thấy, mà chỉ biết có Thần Quy, tức là loài rùa với bản thể hiền lành, chậm chạp, chỉ ăn lá cây, uống sương đêm, thì làm sao có lãnh thổ để bảo vệ. Còn hai loài mãnh thú như hổ là chúa Sơn Lâm hoặc Kình Ngư trên biển cả, có đầy uy phong và hùng lực chấn giữ giang sơn của mình, thì Tàu Cộng đã xóa đi trong các biểu tượng mạnh mẽ, để nhân gian dần dà quên đi bản chất của mình. Vì người Việt tuy hiền lành, đôn hậu và hiếu khách, nhưng cũng đầy dũng cảm và bất khuất để sẵn sàng đánh bại giặc ngoại xâm, bảo vệ cơ đồ. Tuy nhiên, trong các câu chuyện dân gian Việt Nam thường kể về loài Hắc Hổ như một linh vật. Trong suốt cuộc khẩn hoang mở rộng bờ cõi Đại Việt về phía Nam, người dân miền Tây Ninh, Đồng Tháp, Biên Hòa, Gia Định cũng phải chiến đấu giành sự sống trước loài chúa Sơn Lâm dữ dằn, đáng kiêng sợ, nên theo truyền thống tâm linh đã nâng loài linh vật này lên hàng thần để thờ cúng trong các ngôi đình làng, gọi là Thần Hổ, là chúa Sơn Lâm hay ông 30, chứ không coi hổ như một loài thú vật thông thường. Về sau này, trong những năm khói lửa của chiến tranh Việt Nam 1971 đến 1975, tại vùng một chiến thuật và vùng biên giới Việt Miên Lào, có xuất hiện một toán quân báo trinh sát lẫy lừng với biệt danh là Hắc Hổ, đã khiến cho cộng quân rất khiếp hãi mỗi khi nghe đến tên hay nhìn thấy dấu hiệu đầu lâu xương chéo của đội quân này. Không ai biết chính xác đội quân này gồm có bao nhiêu người, đóng quân ở đâu, mà chỉ được gọi bằng một cái tên chung là Bóng Ma Biên Giới. Đơn vị này giống như những đơn vị lừng danh khác của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là Cọp Ba Đầu Rằn hoặc Chiếc Hòm Với Ba Cây Đèn Cày, vân vân. Chỉ khác biệt là đơn vị Hắc Hổ này không có số quân, nên đánh thắng giặc cũng không được thưởng huy chương, mà chết thì coi như mất xác, không có ai hay, mà cũng không hề được biết đến. Nhưng họ là một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho Cộng sản Việt Nam tại vùng Việt Miên Lào hay địa đầu giới tuyến Quảng Trị. Cho đến tận hôm nay, một vài tướng lãnh của bộ đội Cộng sản Việt Nam
cũng còn nhắc nhớ đến Hắc Hổ với tất cả sự e dè, kính trọng. Ngay cả Wikipedia cũng chỉ ghi chép rằng Hắc Hổ là tiểu đoàn 122 đóng quân ở vùng Đông Hà, Quảng Trị thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, đó chỉ là tin tức phong phanh bên lề, chưa đủ chính xác. Sự thật, người sáng lập ra đơn vị Hắc Hổ này chính là Trung úy Đào Minh Quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, con trai thứ ba của nữ sĩ doanh nhân Nguyễn Thị Hạnh từ Hạnh Nguyên, cùng có tổ tiên là cụ Nguyễn Trãi như Hắc Hổ tướng quân, trưởng cơ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Hiện nay, vị chỉ huy Hắc Hổ năm xưa đã được dân chúng trưng cầu dân ý bầu lên là Đức Quốc Công Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Uy danh Hắc Hổ vốn không phải là một điều ngẫu nhiên. Vào mùa hè đỏ lửa 1972, Trung úy Đào Minh Quân, lúc còn là thiếu úy, là đại đội trưởng, đại đội chỉ huy công vụ của tiểu đoàn 122, với dấu hiệu của đơn vị là Cọp Đen. Đơn vị này trấn đóng tại phòng tuyến cổ thành Quảng Trị, cầu bờ bến bên dòng sông Vĩnh Định. Ông cũng kiêm nhiệm trưởng ban năm chiến tranh chính trị của tiểu đoàn. Mùa thu năm 1972, được tin cộng quân sẽ tái tấn công cổ thành Quảng Trị, ông xin thành lập đơn vị tiền khám quân báo đặc nhiệm tại địa đầu giới tuyến Đông Hà thuộc vùng 1 chiến thuật, với huy hiệu sọ người nằm trên hai xuôi chéo làm biểu tượng. Đơn vị này còn có nhiệm vụ truy lùng các đầu sỏ cộng sản. Đó chính là đơn vị Hắc Hổ Black Tiger, đi không tiếng, về không lời, đã bắt sống Lê Duẩn, tên đầu sỏ cao cấp nhất của Cộng sản Việt Nam tại làng Trì Bu vào mùa thu 1972, góp phần ngăn chặn cuộc tiến quân tấn công lần thứ hai của Cộng sản vào Quảng Trị, với âm mưu mong ra mắt một chính phủ lâm thời của chúng trên lãnh thổ thuộc quyền quản trị của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Tỉnh Quảng Trị, tức tiểu khu Quảng Trị, trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, do Đại tá Hà Mai Việt thuộc khóa 5 sĩ quan trường bị Thủ Đức, thủ khoa khóa 1 thiết giáp, nguyên là thiết đoàn trưởng thiết đoàn 12 kỵ binh, cũng là tư lệnh phó lữ đoàn 1 kỵ binh quân đoàn 1 và quân khu 1, tác giả Thép và Máu và Việt Nam Cội Nguồn Cuộc Chiến, nhận nhiệm vụ là tỉnh trưởng kiêm nhiệm tiểu khu trưởng. Đơn vị Hắc Hổ này là một toán đặc nhiệm gồm 54 chiến sĩ, kể cả toán trưởng. Ngoài sự huấn luyện từ Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đơn vị này được trang bị tận răng. Đặc biệt, dưới sự chỉ huy tài ba đầy huyền thoại của Trung úy Đào Minh Quân, đơn vị Hắc Hổ này trở nên cực kỳ tinh nhuệ và không ai thực sự biết được thông tin chính xác của họ. Trung úy Quân đã tiếp nhận và chọn từng người lính, sau đó chính ông đã huấn luyện họ. Theo ông, sức mạnh thật sự của các chiến binh Hắc Hổ chính là biết đặt hết niềm tin vào Thượng Đế, Trời Phật, có tinh thần đoàn kết keo sơn, với kỷ luật cực kỳ nghiêm túc và phải dựa vào nền tảng được lòng dân yêu mến. Họ sống trà trộn trong dân, giữa lòng địch quân, giống như loài Hắc Hổ, không thường xuyên xuất hiện vồ mồi, nhưng mỗi khi xuất hiện thì kẻ thù phải bị mất hồn hoặc mất xác, không có cơ hội để kể lại kinh nghiệm gặp được họ. Chính Hoàng Cầm, một tướng nổi tiếng là dã man, dũng mãnh, thiện chiến và cơ chí nhất của bộ đội Cộng sản Việt Nam, một tướng lãnh quân sự cao cấp, quân hàm Thượng tướng Quân đội Nhân dân Cộng sản Việt Nam, tham mưu trưởng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, tư lệnh Quân đoàn 4 hay còn gọi là Binh đoàn Cửu Long của Cộng sản Việt Nam, cũng phải chấp nhận lưu quân ngoài phạm vi đường kính 5 cây số khi nhìn thấy dấu hiệu đầu lâu xương chéo của biệt đội Hắc Hổ này. Tháng 3 năm 1975, sau khi Hiệp định Paris ký kết, Mỹ rút quân khỏi miền Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng được lệnh rút lui về Đà Nẵng. Thời điểm đó, Trung úy Quân được gọi về Sài Gòn để di tản sang Mỹ,
trong khi 53 chiến sĩ còn lại vẫn đang đóng quân tại đồn ông Đô gần căn cứ Khe Xanh, nhưng ông đã không theo lệnh di tản mà một mình quay trở lại vùng cực Bắc Quảng Trị để chỉ huy đơn vị an toàn rút về Đà Nẵng, và sau đó ra lệnh giải tán đơn vị ngày 28 tháng 3 năm 1975 tại Sơn Trà. Hắc Hổ chính là đơn vị duy nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bảo toàn lực lượng, giữ nguyên quân số trong những thời khắc loạn ly sinh tử ấy. Sau khi ông Đào Minh Quân sang Hoa Kỳ, những thành viên của đội Hắc Hổ năm xưa đã đi đâu, về đâu, vẫn không ai biết. Nhưng thỉnh thoảng, người ta lại thấy danh hiệu Hắc Hổ khắc lên một chiến công nào đó mà chỉ có kẻ thù của họ mới biết. Thí dụ như, làm sao mà việc tôn vinh Hồ Chí Minh thành danh nhân văn hóa thế giới bị UNESCO hủy bỏ đúng vào lúc bọn Cộng sản định mở tiệc mừng sinh nhật 100 tuổi của hắn? Làm sao mà mật nghị Thành Đô đã gọi là bí mật lại bị phơi bày ra trước con mắt quốc tế, và thay vào đó một chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ra đời năm 1990 đã vô hiệu hóa hoàn toàn hiệp nghị đó? Làm sao mà một chiến binh Hắc Hổ lại vào đến tận thủy cung của thủ tướng muôn năm của Cộng sản Việt Nam là Phạm Văn Đồng để chiêu hiền ông này? Một Hắc Hổ khác lại tiếp cận với tướng Võ Nguyên Giáp và lấy được bút tích của ông ta khi ông ta tỏ ý đồng tình với chủ thuyết tân dân chủ của ông Đào Minh Quân. Một Hắc Hổ khác lại đến tận phòng riêng trong khách sạn của những tên chấp bưu Cộng sản Việt Nam như Nguyễn Minh Chiết, Đỗ Mười khi họ đến phố Bonsa và để lại tờ giấy cảnh cáo tha cho một lần. Và còn nhiều tên chùm Cộng sản Việt Nam khác cũng đã hân hạnh tiếp xúc Hắc Hổ mà không hề biết, không bị mất xác, nhưng sau đó phải về quê học làm người lương thiện như tên Nguyễn Tấn Dũng, con rơi của Hồ Chí Minh, tên chùm tham nhũng nổi tiếng của Cộng sản Việt Nam. Hắc Hổ ngày nay không còn là một đơn vị đồn trú một nơi nào đó, vì chiến trường hôm nay là đa dạng ở khắp nơi trên thế giới, kể cả khuôn viên Đại học Bình Yên ngày nào, hay một công ty bề ngoài lương thiện, hoặc một thiền viện, một ngôi chùa tín đồ tấp nập tới lui. Khi mà Cộng sản là thứ vi trùng thù hận gian ác đã lây lan tràn ngập khắp địa cầu, mà ngay cả đệ nhất siêu cường Hoa Kỳ tận phía bên kia bờ Thái Bình Dương và Úc Châu phía nam bán cầu cũng bị chúng lân la tìm đến. Do đó, Hắc Hổ, chúa của chúa Sơn Lâm, vẫn phải âm thầm làm việc như những ngày tháng xưa, vẫn phải được tiếp tục đào tạo, huấn luyện đội quân vô danh với quân số vô giới hạn để trừ gian diệt ác. Không phải chỉ nơi biên thùy hay vùng một chiến thuật năm xưa, mà gần như toàn cầu. Điều duy nhất mà chúng tôi có thể biết là đội quân thần thoại lừng danh đó vẫn tận tụy phục vụ nhân loại và tổ quốc Việt Nam. Họ vẫn xiển dương công đạo, bảo vệ chính nghĩa quốc gia, vẫn âm thầm làm việc, vẫn gắn bó, xoay quanh sự lãnh đạo, chỉ huy của vị sáng lập ra biệt đội Hắc Hổ vào mùa hè đỏ lửa 1972 năm xưa. Họ vẫn làm việc với tinh thần cốt lõi, tận tụy hy sinh, đi không tiếng, về không lời, là tinh thần Đào Minh Quân vô bại, vô danh, bất diệt. Hiện nay, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, người lãnh đạo của toán Hắc Hổ khi xưa, hiện đã chiến thắng Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam với vụ kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim một cách lẫy lừng, vô tiền khoáng hậu, theo phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế, án lệnh số INC 201215 ngày 14 tháng 4 năm 2021. Tòa án quốc tế này còn mời ngài Tổng thống nhận nhiệm vụ Tổng tư lệnh của lực lượng cảnh sát môi trường quốc tế để thực thi công lý môi trường trên phạm vi toàn cầu, bắt đầu tại Việt Nam. Ngài đang khởi xướng công việc quan trọng này và đang kêu gọi những vị anh hùng, trí giả cùng tham gia, tin rằng đây chính là nơi mà những Hắc Hổ sẽ xuất hiện để cùng thực thi công đạo,
diệt trừ tà ác, loại bỏ chế độ cộng sản vô thần trên phạm vi toàn cầu, hầu đem lại an vui cho những ai yêu chuộng công lý, hòa bình và yêu thương tất cả muôn loài chúng sinh. Trên một trận địa khác, toàn quân và dân Việt Nam đang phát động trào lưu thỉnh nguyện ngày Đào Minh Quân lên ngôi Hoàng đế Việt Nam để rút ngắn hành trình hồi hương của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một khởi đầu mới đầy hứa hẹn mà Hắc Hổ, Black Tiger vẫn là những chiến sĩ vô danh tiên phong trên trận chiến giữa Phật, Ma và Chú, Quỷ trong năm hổ này. Mà đương nhiên, tình thương luôn khắc chế được hận thù và chính nghĩa phải chiến thắng tà đạo. Chắc chắn, quỷ vương quỳ mập không cần xiềng rông, đúng theo như xám, sấm ký đã nêu lên. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tuyến đầu. Có xa gì đâu những cuộc tình của thời chinh chiến nước trẻ tay cầm súng trốn lại trong tim một mong hình đầu non gió sương chiều lạnh cổ xuống dài ai nỗi buồn kinh Nam Quán tháng 11 1974. Kính chào Đức Quốc Công, trân trọng kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng quý tướng lãnh, quý đại biểu. Trong thời gian Đức Quốc Công có những bài vấn từ về đội Black Tiger thì chúng tôi trong ban truyền thông báo chí có ghi chép và đã soạn ra một cái đề tài
Tôi xin phép thay mặt cho ban để trình bày đề tài ngắn này. Đề tài có tựa đề là Ai từng gặp hắc hổ? Hắc hổ có nghĩa là cọp đen, tên tiếng Anh là Black Tiger, là một sinh vật cực hiếm, có thể nói là chưa có ghi nhận thực tế xuất hiện trên thế giới. Ngoài tin đồn, có một chú cọp lông đen mới chào đời ở thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Dân gian truyền tụng rằng chưa ai từng gặp hắc hổ, vì một người nào đó khi đã gặp qua hắc hổ thì chỉ có hai trường hợp, một là mất xác, hai là mất hồn, cho nên không có ai kể lại việc họ đã từng gặp qua hắc hổ cả. Hắc hổ được biết đến từ trong văn hóa qua tranh ngũ hổ của Đông Hồ, có hình cọp đen gọi là hắc hổ tướng quân, ứng với hành thủy, thủy phu, trấn giữ phương Bắc. Màu đen thể hiện sự thanh thản, trầm tĩnh, tượng trưng cho trí tuệ và sự thông minh. Trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa có một đơn vị lừng danh có tên là hắc hổ, Black Tiger, đi không tiếng, về không lời, đánh đầu thắng đó, chưa từng chịu thua, mang dấu hiệu đầu lâu mà Cộng sản truyền tin cho nhau rằng đó là một đơn vị hung dữ, ác ôn, tàn độc và tinh nhuệ nhất do quân lực Việt Nam Cộng Hòa đào tạo và thêm Mỹ huấn luyện, làm nòng cốt cho các vùng biên giới như vùng Hòa Tuyến, Quảng Trị và biên giới Việt Miên Lào. Nhưng theo lời của Đức Quốc Công là người chỉ huy của biệt đội hắc hổ thì Đức Quốc Công chưa từng giết ai. Khi hành quân qua những vùng địa đầu giới tuyến, cả tướng lãnh cộng sản dũng cảm thiện chiến như tướng Hoàng Cầm khi thấy dấu hiệu và cờ của hắc hổ còn ra lệnh cho quân đoàn cánh xa không dám băng qua khu vực có cắm cờ của hắc hổ. Biệt đội hắc hổ khi đã bước vào trong chiến trận thì xem mình như đã chết rồi. Những người như vậy không còn sợ chết nữa. Điều đó làm nên sức mạnh mà kẻ thù phải khiếp vía khi gặp họ. Thực tế trong những năm khói lửa ở chiến địa vùng Hỏa Tuyến, tỉnh Quảng Trị, đơn vị hắc hổ là một biệt đội chỉ có 54 người lính vô danh, tượng trưng cho Chúa Sơn Lâm, không có trên đời nhưng lại có mặt khắp nơi. Diệt kẻ gian ác để cứu người, thực hiện nhiệm vụ cân não chiến, impossible mission, nhiệm vụ bất khả thi, phản lực yếu nhưng tụ công dũng mãnh. Suốt cuộc chiến tàn khốc, đơn vị hắc hổ chiến đấu đến giờ phút cuối cùng trước khi giải tán vào ngày 28 tháng 3 năm 1975, vẫn bảo toàn quân số 54 thành viên. Người chỉ huy đơn vị là Trung úy Đào Minh Quân, đã tiếp tục đơn độc chiến đấu đến giờ thứ 25, trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, cho đến khi bị Cộng sản bắt tại đầu cầu Phan Thanh Giản, bị cầm tù hơn 3 năm rồi vượt ngục. Sau đó, vượt biên đến Mã Lai, rồi định cư tại Hoa Kỳ. Hiện nay, đơn vị hắc hổ không chỉ là một biệt đội, mà là một binh đoàn vô danh, vô hình, mà không ai đoán được quân số là bao nhiêu, đang trực thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, do Tổng Tư lệnh Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam lãnh đạo. Ông Lê Minh, một chiến binh hắc hổ, theo điều động của chỉ huy đơn vị, lúc bấy giờ là Thủ tướng Đào Minh Quân của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, làm đặc sứ của chính phủ, đã xâm nhập Việt Nam nhiều lần và đã công khai vào tận sào huyệt Thủy Cung trong phủ chủ tịch của Cộng sản Bắc Bộ Phủ tại Ba Đình để mang công hàm của chính phủ trao tận tay cho Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng để chiêu hiền. Thủy Cung được biết đến là một cấm địa của Cộng sản Bắc Bộ Phủ, là phủ chủ tịch của chúng và sau là nơi ở của Phạm Văn Đồng, thủ tướng trọn đời của chúng. Ngoài Lê Khả Phiêu, bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ, thì bất cứ ai muốn vào đó phải có lệnh đặc biệt. Tuy nhiên, đặc sứ Lê Minh đã ra vào Thủy Cung để gặp tận mặt Phạm Văn Đồng, như vào chốn không người. Quý vị nhìn hình ảnh sẽ thấy rõ, Nguyễn Năng, ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng chỉ ngồi hàng ghế sau, trong khi Lê Minh trò chuyện với Phạm Văn Đồng, mà trên tay ông Lê Minh còn cầm máy ghi âm để thâu băng cuộc trò chuyện. Đủ thấy vị thế của vị chiến binh hắc hổ này quan trọng như thế nào đối với Phạm Văn Đồng. Ngoài ra có Phạm Ngọc Hợp là cháu ruột của ông Phạm Văn Đồng, là người đã dẫn đường cho đặc sứ Lê Minh cũng có mặt tại Thủy Cung. Chiến lược của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là duy thực lật cộng, cho nên dù Cộng sản có giấu giếm hay chối bỏ, thì hình ảnh và đoạn ghi âm vẫn tồn tại với thời gian và là chứng tích cho lịch sử về một cuộc quay đầu đáng khen ngợi của ông Phạm Văn Đồng. Người thứ hai cũng được tiếp xúc với một hắc hổ khác, còn để lại bút tích đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Cộng sản,
trong những năm cuối đời đã tỉnh ngộ và nhìn ra sai lầm của tà thuyết cộng sản và sáng suốt nhìn ra đường lối chủ thuyết tân dân chủ của Đức Quốc Công Đào Minh Quân có thể hồi sinh nội lực dân tộc Việt Nam. Ông Võ Nguyên Giáp đã viết, lĩnh vực rất mới, vì vậy cần tiếp tục nghiên cứu và qua thực tiễn mà xác định những hướng thu được nhiều kết quả nhất. Đây là hai lãnh đạo cao cấp nhất về quân sự và chính trị của Cộng sản, thực sự đã chịu mất hồn, thay cái hồn Cộng sản bằng hồn dân tộc Việt Nam sau khi gặp Hắc Hổ. Còn có bao nhiêu tên đầu sỏ Cộng sản đã gặp Hắc Hổ mà không có đường về, hay kẻ nào đã nhận mạnh khuyến cáo của Hắc Hổ, tha cho một lần, ngay trong phòng ngủ của chính mình, chắc chắn Nguyễn Minh Triết, Đỗ Mười, khi âm thầm đến khu Bon Sa, tưởng không ai hay ngoại trừ Hắc Hổ, và gần đây nhất là Nguyễn Tấn Dũng, là rõ hơn ai hết. 19 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đã bị liệt vào danh sách đen của Hắc Hổ, mà với chiến thuật đạp cộng chết hết cộng sống, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Việt Nam Cộng Hòa đệ tam, Tổng thống Đào Minh Quân đã kiện chúng cùng với Đảng Cộng sản Tàu, chủ của chúng, ra Tòa Hình sự Quốc tế và Tòa Liên bang Hoa Kỳ về các tội ác chống lại loài người, diệt chủng nhân loại, sắp tới sẽ được đưa ra xét xử. Dĩ nhiên, tất cả bọn tay sai của chúng, các đảng viên Cộng sản Việt Nam, cả bọn dư luận viên, truyền thông bất lương, cũng không tránh khỏi liên can. Như đã nói, chiến sĩ Hắc Hổ là những chiến sĩ vô danh, nhìn không thấy nhưng có mặt khắp nơi để làm nhiệm vụ diệt ác cứu người. Áo trận của họ có thể là quân phục uy phong, áo sơ mi hay tà áo dài tha thước. Họ có thể là một cựu quân nhân, một sinh viên, một du học sinh, con cháu cán bộ cộng sản, hoặc một blogger, trí thức gia, một bà già bán rau trên vỉa hè, một dân oan, một bà mẹ bên vực cho con bị bắt oan, vân vân, vân vân. Tất cả đều là Hắc Hổ, Black Tiger, mỗi người, mỗi vật thích hợp với mọi hoàn cảnh và mọi thời tiết, khi làm việc, sinh sống, lúc ăn uống hay vui chơi, và cả trong suy tư, giấc mơ, giấc ngủ, họ cũng đánh giặc, đánh Tàu Cộng và Việt Cộng. Vũ khí để cứu nước có thể là một cây viết, một máy tính, một chiếc điện thoại, một microphone, bài ca, tiếng hát, bài báo, một trang internet hay một cành cây, ngọn cỏ. Vũ khí của họ có thể là một giọt nước mắt, một cây kim, một hòn sỏi trong giày địch, hay một hạt cát trong mắt địch. Họ đánh giặc giống như không đánh mà là đánh. Họ không giết mà là thương người và cứu cả địch thù. Nhưng cho dù chỉ là hạt cát, nhưng dưới sự lãnh đạo tài ba của Đức Quốc Công, những hạt cát đó có thể làm mù con ngươi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kẻ bị mù thì khó mà chiến đấu. Binh đoàn Hắc Hổ đang tụ công, diệt tiệt cái lệnh trên từ Đảng Việt Cộng là cái xác khô của tên gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh, để các cấp cán bộ Cộng sản không sợ Tàu Cộng nữa, để họ cho Hồ Chí Minh vào bãi rác, diệt biểu tượng một tên Tàu Cộng Hồ Chí Minh đã chết, để cứu hàng triệu đảng viên Cộng sản là người Việt Nam đang còn sống. Dạ, tôi Trưởng tướng Lý Minh Thu đã trình bày xong bài thuyết trình của Ban Truyền thông Báo chí. Kính cảm ơn Đức Quốc Công, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và quý vị đã lắng nghe. Thời đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, chúng ta hãy cất cao ba lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Xin cảm ơn. Toàn thiên sách loài cộng đồng, nói cho toàn thế giới.
một người. Chỉ một bàn tay hóa ra thành chiều bàn tay. Hàng chiều bàn tay phất tung bay ngọn cờ vàng. Là chiều bàn tay đánh cho tàn nước quân bảo tàn. Chiều người Việt Nam khắp trên mặt địa cầu. Cùng một bàn tay đấu tranh đòi lại quê hương. Đòi lại tự do đã bao năm hành ngục tù. Đòi lại Việt Nam phá tan tiền sách loài khổng lồ. Nói cho toàn thế giới đi biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lần tham. Dân không có tự do, người không có nhân quyền. Nói cho toàn thế giới đi biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lần tham. Dân không có tự do, người không có nhân quyền. Chương trình Tiếng Nói của Cuộc Dân Vận đã chấm dứt. Kính cảm ơn tất cả quý đồng bào, anh chị em đã theo dõi và lắng nghe. Kính mời quý vị tiếp tục tham gia trưng cầu dân ý để trở thành công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Để chúng ta cùng nhau xây dựng lại một nước Việt Nam phú cường, có tự do, ấm no và hạnh phúc. Qua đường liên trưng cầu dân ý www.trưngcầudânýviếttắt.us. Và xin kính chúc tất cả quý vị luôn giàu giàu sức khỏe, bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị những chương trình kế tiếp. Trân trọng kính chào, tạm biệt. Vào trang tcdin.com. Giao diện sẽ hiện ra, bạn điền thông tin vào mẫu có sẵn. Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số căn cước và những thông tin liên lạc như Facebook, email, số điện thoại và người giới thiệu. Tình mình tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô phản tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho chiến danh, bầu đào tinh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một đời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Sau đó chọn có hoặc không, đồng ý chọn có, không chọn không. Đồng ý tham gia chọn có, không thì chọn không. Xác nhận thông tin đúng sự thật, chọn có, kiểm tra lại thông tin và ấn gửi. Một thông báo sẽ xuất hiện, ghi lại mã số này, để có quyền lợi cho mai sau. Người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước. Nơi nơi đã mong xa. Hãy chuẩn bị tờ giờ, cùng chào đón chính phủ Cộng Hòa trở lại, trong quê hương Việt Nam và đón một mùa xuân tự do. Về một ngày mai mà tương lai Việt Nam sẽ tươi, một đời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Xin cầu dân ý, bầu đào minh quân. Về một ngày mai tương lai Việt Nam sẽ tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Xin cầu dân ý, bầu đào minh quân. Xin cầu dân ý,
bầu đào minh quân, xin cầu thần ý, bầu đào minh quân, xin cầu thần ý, bầu đào minh quân.